phù dâu phù rể, cháu Thi và cháu Long. This lovely couple is from Houston, Texas. Hey, Long. Stop, stop. The moment has arrived. Đây, bây giờ cô dâu chú rể. To welcome the happiest and the most beautiful couple of the night. Robert Nguyen and Kim Lan Yeon. Tới làm phép hôn phối cho hai cháu. Good evening, Lan và Robert. Ladies and gentlemen, I am Father Joseph Nguyen from New Orleans. I will be the celebrant, a witness of the ceremony of Robert Nguyen and Kim Loan. The ceremony will be in Vietnamese. Therefore, I will ask all of you to join us in spirit. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thánh hiến sự phối hợp vợ chồng bằng bầu nhiệm cao cả để dùng khế ước hôn nhân mà ban trước bầu nhiệm kết hợp giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng con lại xin Chúa ban cho những tôi Chúa đây thể hiện được những điều họ tin tưởng nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Bài kinh tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, với mặt sống vì bạn hữu, các con là bạn hữu của thầy. Nếu các con thực thi những điều thầy dạy các con, thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi đã không biết việc chủ nó làm. Bố mẹ cô dâu chú rể. Nhưng thầy gọi các con là bạn hữu vì những gì thầy đã nghe biết bởi cha thầy thì thầy đã tỏ ra cho các con hay. Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con để các con ra đi thu hoạch kết quả, kết quả các con tồn tại, để bất cứ điều gì các con nhân danh thầy mà xin với Chúa Cha thì thầy sẽ ban cho các con.
Thầy truyền dạy các con những điều đó để các con mến thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Mua bảo hiểm, nào là bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm tàu bè và bảo hiểm nhân mạng. Chúng ta phải đóng tiền bảo hiểm hàng tháng hay hàng năm. Chúng ta hy vọng rằng bảo hiểm sẽ bồi thường chúng ta khi chúng ta gặp tai nạn. Không ai bán bảo hiểm hạnh phúc gia đình, chỉ có giáo hội Công giáo bán bảo hiểm gia đình hạnh phúc mà thôi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trên đời của chúng con. Chúng con muốn gia đình hạnh phúc thì phải làm 3 điều sau đây. Thứ nhất là phải thương yêu nhau. Thứ hai là phải tha thứ cho nhau. Thứ ba là phải cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho nhau. Chúng tôi là những người bà con thân thuộc hay bạn bè xa gần đến đây là có ý cầu nguyện cho chúng con luôn luôn sống hạnh phúc với nhau và trung thành với nhau suốt đời. Đám cưới chỉ kéo dài một ngày, tuần trăng mật kéo dài một tuần, còn đời sống hôn nhân của chúng con kéo dài cả đời. Vì thế cha hứa và mọi người cùng hứa là sẽ cầu nguyện cho các con luôn luôn hạnh phúc vui vẻ với nhau như ngày hôm nay và đêm hôm nay. Amen. Chúng con thân mến, chúng con đến đây để tình yêu chúng con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt Hội Thánh và cộng đồng. Vậy Chúa Kitô dung giải cho phúc tình yêu này và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho chúng con được phong phú và kiên cường để chúng con luôn luôn trung tín với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, cũng như chính người đã dùng các cửa tội mà thánh hiến chúng con. Bởi đó, chức của Thánh Cha của Hội ý kiến chúng con. Roberto Nghiêm và Kim Loan, chúng con có tự do và thật lòng đến đây chứ không bị ép buộc để kết hôn với nhau không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, chúng con có sẵn sàng yêu thương và kính trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Chúng con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Chưa có. Chưa có. Vậy bởi vì chúng con quyết định kết hôn với nhau, chúng con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ân thuận của chúng con trước mặt Thiên Chúa Hội Thánh người làm lại theo cha nhé. Con nhìn em vào. Tôi Roberto Nghiệm nhận em Kim Loan làm vợ, làm vợ và hứa và hứa sẽ giữ lòng sướng, sẽ giữ lòng thung thủy với em khi thịnh vượng, cũng như lúc run quá rồi, khi bệnh hoạn, khi bên ngoài quá, cũng như lúc mạnh khỏe. Cũng tôi thức mà nó khỏe. Rùn quá rồi. Yêu thương và tôn trọng em. Và tôn trọng em. Suốt đời anh. Suốt đời ông. Trời. Tôi Kim Loan nhận anh Robert Kim làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh
khi thịnh vượng, cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn, cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi, suốt đời đời em. Thiên Thiên Chúa, Đoái Thương xác nhận sự ân thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin Đoái Thương đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con. Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen. Amen. Run quá. Xin Thiên Chúa, xin Thiên Chúa chúc phúc cho những chẵn này mà hai người trao cho nhau, đó là bằng chứng tình yêu và trung thành. Anh ra bất nghiêm. Em em mạnh nhất chẵn này, em nhận chiếc nhẫn này. Đeo thế này. Em nhận chiếc nhẫn này. Nhẫn này. Nhẫn này. Em nhận chiếc nhẫn này. Do the best you can. Nó run quá. Good try. Run quá. Để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của anh nhân danh Cha, nhân danh Cha và con và thánh thần tốt rồi nhỉ. Chúng loan rồi ra bất nghiêm nguyên ra bất nghiêm. Anh nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và trung thành của em nhân danh cha và con và thánh thần. Đeo nhẫn vào tay mà. Chính quyền California, nhân quanh giáo hội Công giáo, tôi xin tuyên bố ra bớt nghiêm và Kim Loan đã thành vợ chồng thật. Trở thành vợ chồng rồi, cha chính thức tuyên bố trở thành vợ chồng. Mừng quá, mừng cho hai cháu. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Let us pray together. Lord, give us a blessing upon. Cảm ơn cha. Thank you, Father. Cảm ơn cha. Cha giàu. New Orleans. Louisiana. Out of all of the advice that Father Nguyen has given you, I think the one that you always should keep in mind is do your best. Do your best. From tonight on, do your best. Thank you. Xin cảm ơn cha. Thank you, Father. Thank you, bridesmaids and groomsmen. Please return to your seats. And Robert and Kim Noan, please stay for your first dance. Chào mọi chị sân vườn, nhưng mà ông Thành thì vui lắm. Bye.
eloquent. She speaks Vietnamese, English, and she sings in Chinese too. Mr. and Mrs. Robert and Kim Loan Nguyen. Now I think you should have a few words to thank our friends and relatives. Hello.